23 La Mã, khai thị trong kỳ truyền giới núi Chân Cư, tháng 10 năm 1955. Một nhỏ, duyên khởi của kỳ truyền giới. Lần này, núi chúng ta làm kinh đồng các tỉnh, các xứ cùng quý Phật tử khắp nơi. Mọi người đều không quản khổ nhọc, đường xa vạn dặm mà đến đây, hoặc vì cầu giới, hoặc vì muốn trợ đạo thành tựu mà tới. Song nơi đây chỉ toàn là lều tranh mái lá, không giống như những tùng lâm tự viện, chẳng có thể lo lắng sắp đặt mọi việc chu toàn, nên không thể tránh việc khiến quý vị sanh tâm động niệm. Truyền giới lần này có rất nhiều người chưa hiểu giới pháp tường tận. Hôm nay do thỉnh mời, tôi ra giảng cho quý vị nghe vài điều, xin chớ sanh phiền não và ngộ nhận. Nơi đây vốn là chốn đạo tràng của tổ đình, cũng là danh lam thắng cảnh nổi tiếng, lại có những di tích hoằng dương chánh pháp của vài mươi vị tổ sư thổi xưa. Từ đời Tống, Nguyên, Minh, Thanh đến nay, chốn tổ đình này đã trải qua bao lần hưng thịnh suy đồi. Thời kháng chiến Nhật, vì binh đao hỏa hoạn, cả trăm điện đường phòng ốc bị tàn phá đốt cháy, không còn một ngôi. Năm ngoái, hương dân tôi tham dự Pháp hội Hòa Bình, cùng đại hội thành lập Liên hội Phật giáo Trung Quốc xong, liền trở vào Nam, đến dùng khu phụ dưỡng bệnh. Xét thấy dân cư vốn là một đạo tràng thắng pháp, nhưng đã bị bỏ hoang phế và chìm trong quên lãng lâu ngày, khiến tôi không thể nhẫn tâm mà nhìn núi này bị mai một, nên phát tâm chấn chỉnh trùng hưng. Vì thế, tôi xin chánh phủ phê chuẩn cho phép tu sửa. Vừa được chấp thuận, tôi liền lên núi phát quang cỏ dại. Khi đó, mục kích tận mắt, thấy di tích nền móng chùa chiền cùng hai tôn tượng Phật đồng, tượng Bồ Tát Quán Âm nằm trong những bụi cỏ dại tùm, khiến lễ bi thương tự nhiên tuôn trào. Tôi lập tức bắt tay vào việc dọn dẹp cỏ lau, sửa chữa chuồng trâu đơn sơ để làm nơi trú ngụ. Lại nữa, tôi có ý muốn bảo tồn các thánh tích, nhưng chưa tính toán phải xây dựng lại như thế nào. Dọn dẹp chưa xong phân nữa thì quý vị từ các phương xa mang y bát đến trú không đủ chỗ, nên nơi ăn chốn ở trở thành vấn đề khó khăn. Song tình người thật khó khước từ, nếu tiếp nhận thì khó lòng lo lắng nơi ăn chốn ở được chu toàn, bất đắc dĩ phải cùng nhau đồng kham cộng khổ, không quản khổ nhọc, chuyên cần lao động, khai khẩn ruộng quan để lo việc ăn mặc chỗ ở. Lại nữa, có những vị chưa thọ giới khẩn cầu tôi thiết giới và truyền giới, vì vậy tôi miễn cưỡng bảo, muốn truyền giới trước tiên phải được chánh phủ phê chuẩn. May mắn thay, sau này chánh phủ cho phép lập đàn truyền giới, được phê chuẩn, tôi bèn công bố trước đại chúng. Hiện tại chánh phủ đã hứa khả cho phép lập đàn truyền giới, chúng ta sẽ khai mở phương tiện giới đàn trong một thời gian ngắn, nhưng chỉ truyền giới cho các vị tân giới tử trên núi, chứ làm náo động thông tin này ra ngoài, bảo là nơi đây có truyền giới. Nếu bên ngoài biết được tăng chúng kéo đến ùn ùn, thì thức ăn chỗ ở không đủ, tiếp đãi không tròn. Tôi vốn vì dưỡng bệnh nên mới lên đây kết am tranh, chứ chẳng phải muốn đến đây khai mở đạo tràng, pháp hội truyền giới. Song có vài vị tự ý thông tin ra ngoài, lại có những vị từ các nơi xa xôi trôi nổi tới đây, rồi lại truyền tin ra ngoài, khiến cho khắp bốn phương viết hàng trăm lá thư hỏi han. Do không thể vọng ngữ, tôi hồi đáp bảo rằng vì nơi ăn chốn ở tại đây rất khó khăn, chỉ khai mở phương tiện giới đàn trong một thời gian ngắn cho các vị tân giới tử trên núi, nên chưa thông báo ra ngoài. Chùa Cao Mân cũng có vài vị gửi thơ đến khẩn cầu thọ giới. Tình người khó quá, nên tôi chỉ viết vài chữ hồi đáp rằng nếu muốn đến đây phải có giấy chứng nhận của chánh phủ, bằng ngược lại chớ nên đến. Hai nhỏ, nguyên nhân những vị bên ngoài đến không thể thọ giới. Hôm nay quý vị đừng xa dặn dặm mà đến đây, nếu không nói rõ nguyên do, e rằng quý vị sẽ hiểu lầm. Chánh phủ vốn thực hành chính sách tự do tôn giáo, đối với những việc truyền giới, đã thất, giảng kinh thuyết pháp, họ đều cho phép. Truyền giới lần này, chánh phủ Trần Minh cùng tôn giáo sử vụ và Liên hội Phật giáo đã phê chuẩn, sao quý vị từ xa đến không được tham gia. Trước mắt làm việc ăn uống nghỉ ngơi rất khó khăn. Giả lại, ở Thượng Hải, Hội Thiên Chúa Giáo đang bị rắc rối. Đây là việc của ngoại đạo nên không cần nói đến.
Hội Thanh niên Phật giáo tại Thượng Hải thường lấy việc hoằng pháp lợi sanh. Đây là việc của cư sĩ cũng không bàn tới. Tại các đạo tràng kim cang của người xuất gia lại liên tục phát sanh bao sự tình rối rắm. Tận mắt chứng kiến những sự việc này, quý vị có đau lòng hay không? Lại nữa, chính quyền ở tỉnh Cam Túc đánh điện cho chính quyền tỉnh Giang Tây, bảo rằng nơi đây có ngoại đạo ẩn mình trong giới Phật giáo mà đến dân cư. Sự việc trắng đen chưa rõ, một người làm hại biết bao nhiêu người, việc này rất hệ trọng nên không thể chẳng phòng ngừa. Ba nhỏ, khai thị phương tiện tự thể thọ giới. Quý vị vì không biết nguyên nhân truyền giới của bổn tự mà đến đây. Lại nữa, hiện nay tại Thượng Hải đã phát sanh rất nhiều việc rắc rối. Do đó, xin quý vị ở bên ngoài đến, sau khi thọ giới xong, hãy mau mắn trở về. Nghe qua lời này, chắc chắn quý vị sẽ bị phiền muộn, song tôi không nhẫn tâm nhìn thấy quý vị bị tai họa. Những năm về trước, tôi truyền giới mất cả 53 ngày. Năm nay, vì việc sinh sống khó khăn bề bộn, nên thời gian truyền giới phải giảm xuống. Tôi định là rằm tháng 10 nhập đàn truyền giới, cho đến ngày 18 tháng 11 thì kết thúc, tổng cộng là 32 ngày. Hiện tại nhân duyên cũng không đủ, lại quản kỳ truyền giới trong nửa tháng. Định đến mùng 1 tháng chạp mới nhập đàn truyền giới, rồi đến ngày 18 là viên mãn. Hôm nay đặc biệt vì có rất nhiều quý vị tân giới tử từ các nơi khác đến nên khai phương tiện tự phát nguyện thọ giới. Hy vọng quý vị từ bên ngoài tới, hoan hỷ y chiếu hành theo. Đời của tôi vốn rất bất mãn người làm thiết giới đàn và làm truyền giới pháp. Thật vậy, tôi thấy có vài nơi truyền giới chỉ giống như chỗ buôn bán mà không cần hỏi han hòa thượng giới sư cùng hòa thượng A Xà Lê có làm đúng như giới pháp không. Tam đàn đại giới chỉ tổ chức trong 3 ngày hoặc 1 ngày, bán giới điệp khắp nơi rồi gọi tên đẹp đẽ là ký giới mà chẳng biết quy thức giới luật như thế nào. Tâm tôi thống khổ đau nhức muôn vàn khi nghĩ đến những kẻ manh tâm buôn bán Đức Như Lai, hủy hoại Phật pháp. Song tại sao tôi lại khai phương tiện tự phát nguyện thọ giới? Bàn về việc thọ giới có hai loại khác nhau, tức là thọ Phật giới và thọ tăng giới. Năm chúng xuất gia nơi chánh điện quỳ trước tượng chư Phật chư Bồ Tát, giới sư khải thỉnh 3 lần, khiến giới tử lãnh thọ Bồ Tát 10 giới trọng vô tận. 48 giới khinh, hai chúng tại gia thọ 6 giới trọng, 28 giới khinh. Đây là Phật giới. Đối với giới Bồ Tát, vì đã quên bản ngã nên trước tượng chư Phật chư Bồ Tát phát nguyện lãnh thọ giới pháp. Song đối với người cầu thọ giới Bồ Tát, hãy tự xem xét rằng mình đã quên bản ngã chưa. Trong tăng chúng, chư Sa Di lễ thỉnh 10 hòa thượng bạch bốn pháp yết ma, lãnh thọ 250 giới, tức trở thành tỳ kheo. Sa Di Ni thọ 348 giới, trở thành tỳ kheo ni. Đây là tăng giới, vì chư thanh văn chưa quên bản ngã nên phải cần 10 vị hòa thượng giới sư chứng minh truyền giới. Bồ Tát giới bổn viết, nếu trong vòng ngàn dặm không có thầy truyền giới thì có thể quỳ trước hình tượng Phật Bồ Tát mà tự thệ thọ giới, nhưng phải thấy điềm lành tướng tốt. Kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả nghiệp chướng đều từ vọng tưởng sanh ra, nếu cần sám hối phải ngồi niệm thật tướng. Nghiệp tội như sương mai, mặt trời trí huệ có khả năng diệt trừ. Nếu thanh tịnh được sáu căn thì thành tựu giới tướng. Vì vậy, nếu trong vòng ngàn dặm mà không có vị truyền giới sư thì có thể phương tiện tự thọ giới Bồ Tát, nhưng phải thấy tướng hảo. Nếu trong vòng ngàn dặm có vị giới sư thì không thể tự thể thọ giới. Ngày nay quý vị đến đây không xa ngàn dặm, tức là đã phát tín tâm. Hương dân tôi chẳng phải trốn tránh việc thiết giới và truyền giới, mà do nghịch duyên chướng ngại nên nơi đây đành phải khai mở phương tiện tự thọ giới Bồ Tát. Đối với tăng giới, mắt phải quán thấy nghi thức giới đàn và tai nghe thuyết giới yết ma thì mới đắc giới thể. Tăng giới tức thọ giới từ chư tăng, không thể tự thể thọ giới.
Song lần này quý vị đến đây ân cần khẩn cầu thọ giới. Giới đàn quý vị đã thấy, 10 vị giới sư đã nhận ra, mỗi ngày quý vị đã nghe tôi giảng phép tắc thọ giới. Tuy chưa chính thức đăng đàn, nhưng quý vị có thể trở về quê quán tự thể thọ giới. Tôi tác pháp nơi đây sẽ hồi hướng đến quý vị. Tuy chưa được tính là làm đúng như pháp, nhưng cũng không vượt ngoài giới pháp. Kinh Tăng Nhất A Hàm nói: Pháp chân thường của chư Phật nếu xưng lành thay, tỳ kheo đến đây liền thành sa môn. Hương chân tôi đức kém, sao sánh bằng Phật, nhưng vì gặp nhân duyên chướng ngại nên dạng phần bất đắc dĩ mới quyền thiết phương tiện. Hào quang chư Phật thường tịch tỉnh, chắc sẽ thầm mật hứa khả. Song quý vị nên biết, nếu không có nhân duyên đặc thù nào thì chẳng có thể khai mở phương tiện thọ giới như vậy được. Hương chân tôi nghiệp chướng thâm trọng, vì được quý vị thỉnh mời nên tôi phải miễn cưỡng ra thuyết giới. Do nhân duyên tiền kiếp kém cỏi, ngày nay chúng ta mới thọ những nghịch duyên không như ý. Khi trở về bổn xứ nơi chùa chiền, am miếu, tịnh thất, phải chí thành lễ Phật, khất cầu sám hối, phải an bài định nhật kỳ ngày giờ, mồng 1 khai đàn, mồng 8 thọ giới sa di, ngày 15 thọ giới tỳ kheo, ngày 16 chân hương cúng Phật, ngày 17 thọ giới Bồ Tát, ngày 18 thì viên mãn công đức, lễ sám chân thành khẩn thiết. Nếu thấy hảo tướng tức là đắc giới. Sau đó thỉnh chư trưởng lão thượng nhân chứng minh, hứa khả cho giới tử đàn tràng, chiếu phát giới điệp. Phải nên tự học tập hành trì quy củ pháp tắc, oai nghi tế hạnh trong luật tỳ ni. Hôm nay vì quý vị khai mở phương tiện truyền giới, chỉ vì bất đắc dĩ mới hành. Người xưa bảo, thà thân đọa xuống địa ngục, chứ đem Phật pháp hành theo tình người ở thế gian. Hôm nay hương dân tôi làm những việc như vậy, chắc phải đọa địa ngục. Song tôi muốn nhắn nhủ rằng, nếu quý vị không lưu tâm, không hành trì đúng giới pháp, lạm dụng ăn cắp hình tướng oai nghi Phật, vọng xưng thích tử, chỉ có tấm giấy giới điệp, chỉ đeo quẩy hư danh trống rỗng, thì đến ngày cuối gặt quả báo cực khổ không lường, hãy lưu tâm cẩn trọng.